cắt một cái nhà mát, cũng gọi là cái nhà niệm Phật, để cho các chư huynh đệ, các cô được có cái nơi để để ở niệm Phật mà mát mẻ. Và bề ngang 3m7, bề dài là 7m8. À dạ thì kính chào Huynh Dũng ạ. Dạ. Thì hôm nay đại có hữu duyên lên tới đây thì thấy Huynh cũng làm cái này, thì cũng có dự định làm nhà mát, thì em cũng muốn Huynh chia sẻ để có mạnh thường quân nào ta có lòng á, để ta hỗ trợ á Huynh, mà mình làm vấn đề nhà mát như thế nào, kinh phí sao á, thì em mời Huynh chia sẻ đôi điều ha. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa Đại Dương Cầm. Dạ. Sau kính rồi. Thưa dạ, các mạnh Huynh. Thường quân. Dạ. Dạ, nơi đây thì Đại Dũng cắt một cái nhà mát, cũng gọi là cái nhà niệm Phật, để cho các chư huynh đệ, các cô được có cái nơi để ở niệm Phật mà mát mẻ. Và bề ngang 3m7, bề dài là 7m8. Và là mình cắt, mình che lên trên này, ở dưới này để cho mọi người niệm Phật hoặc là đi kinh hành, hoặc là nghỉ dưỡng, là cái nhà mát là để niệm Phật luôn. Yeah. Là để nghỉ dưỡng và để có sự tu hành luôn. Yeah. Còn mấy cái chỗ mình ở, mỗi một người chỉ đủ một người hà. Yeah. Tại một cái có 3-4 hà. Yeah. Mà một cái 3-4 thị ngự ở một cái. Yeah. Mà mình chưa có cái chỗ để chiều cái mình tập trung, mình ngồi niệm Phật với mình đi kinh hành đó. Yeah. Nó chưa có cái địa hình vậy, nó chưa có tạo thành được. Rồi bây giờ á, mình được đúc cái bồn nước, mình xây cái bồn nước rồi. Yeah. Mà để ở trên cái mặt bồn nước này trống lỏng, nó uổng quá. Yeah. Rồi thấy vậy thì thôi, mấy cô mới nói, mấy chú, mấy huynh đệ nói, nếu mình có cái duyên á, nếu có mạnh thường quân ủng hộ thì mình làm. Mình che một cái nhà mát lên đây. Yeah. Và bắt đầu mới lót gạch mấy ngày nay. Yeah. Và đây là mình mới lót gạch được. Yeah. Và còn mình mua cây đồ này kia mình che lên. Yeah. Đó, mình che cái kiểu mái thái, nóc thái nè. Yeah. Mà chạy dài vậy đó. Để cho mọi người có ngồi thiền định hoặc niệm Phật. Yeah. Hoặc là ngồi học kinh sách, hoặc là mình nghỉ dưỡng gì cũng được. Yeah. Cái đó là mình làm tiền chế bằng sắt hay bằng cây quên? Anh tính làm cây. Tại trên cây núi á, ông trời, ông mưa, ông gầm á, nó dễ chạm điện lắm. Yeah. Cho nên nó mình chỉ làm cây thấy an toàn hơn. À, mà nãy giờ đi, anh Dũng thích nhất là làm cây thôi à, chứ không có thích làm kiềng chế này kia, chỉ làm bằng cây đơn sơ. Yeah. Mình làm cột á, mình làm cột một tấc vuông á. Yeah. Ừ, mình làm một tấc vuông á, tức là mình làm ở trên đây 2, 4, 6, 8 cây cột. Yeah. Đó, mình làm 8 cây cột. Yeah. Và mình làm những cái mình làm 4, 20, để mà mình làm cái miếng ngang này nè. Yeah. xiên thượng á, cái trên này có một cái cây chổi chống xuống. Yeah. Là bốn cái cây chống dài. Yeah. Qua gì nè, đặng chịu cái nóc lên. Yeah. Đó, đặng chính giữa này là mình làm chống hết. Yeah. Đó. Rồi cái mình làm mình đóng mặt hại xanh quanh. Yeah. Chứ không có dừng che gì hết, cho gió mát á, ngồi cho thoải mái, cho mát mẻ. Có nghĩa mình chỉ đóng hàng rào thôi ha. Chứ không có mình làm mặt hại đó. mình đóng bổ. Yeah. Đóng bổ xanh quanh hết. Yeah. Đó. Rồi ở đây là mình làm cái cầu thang để đi lên. Yeah. Và chỗ này mình làm cầu thang xéo lên đây nè. Yeah. Cái mình đi quẹo qua đây. Yeah. Đó. Và cái chương trình làm thì có ông thợ, ông cũng tính sơ sơ á, phản lối 45 triệu mới đủ. Yeah. 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 Cho nên đó cũng nhờ Dương Cầm kết nối với các mạnh thượng quân. Yeah. Nếu ủng hộ được thì chân thành cảm ơn, để làm tròn một cái nhà mát này. Yeah. Để cho quý vị có chỗ nơi tập trung, mình niệm Phật, mình ngồi thiền định, mình ngồi học bài, đọc giảng kinh cũng được, hoặc mình đi kinh hành cũng được. Yeah. Hoặc là mình nghỉ dưỡng trên đây cũng được. Yeah.
như là mình cũng có chỗ cho bà con mình nghỉ vậy đó ha. Đúng rồi. Rồi dưới bãi giữ xe này có tính mình che cái nếu mà có dư ra mình che dạ, luôn nếu, ha. Nếu có dư ra tại mình mới có mình chỉ tính cái nhà niệm Phật thôi. Dạ. Nhà mát niệm Phật thôi. Rồi còn có nếu mà mình có dư ra đó. Dạ. Thì mình mới che cái máy ra. Dạ. Mà che cái máy đó thì khoảng 10 triệu nữa đó. Dạ. Tại vì mình ăn gian á. Dạ. Mình ăn gian là ở bên đây có sẵn rồi. Dạ. Mình chỉ che cái máy chùi ra thôi. Dạ. Thì che cái máy chùi thì khoảng 10 triệu nữa đó. Dạ. Dạ. Ừ. Còn, tính ra hôm nay còn, là cũng im ha. Trên chạy xe xuống tới đây rồi. Đậu là còn im mà. Đúng rồi. Mình cho mọi người đều đây xe. Cái này là bãi đậu xe. Dạ. Mình cắt được cái nhà niệm Phật, nhà mát niệm Phật xong rồi. Cái mình che cái mái ra là ở dưới là đậu xe được, không bị mưa gió. Còn bây giờ thì xe chỉ đậu ngoài vậy thôi à. Dạ. Gạch thế thì mình cũng mới mua người ta đem về đặng mình xây cái cầu thang á. Dạ. Mà ông thợ bữa nay thì ông đi Campuchia dẫn đoàn đi núi rồi. Dạ. Cho nên đó ông ngưng lại chiều ngày mai ông mới về tới. Dạ. Thì ông mới tiếp tục ông làm đặng cây cầu thang đặng lên trên nhà niệm Phật này. Dạ. Và nếu các mạnh thường quân được thấy những cái clip này, những lời nói chân thành của Dương Cầm cũng như Đệ Dũng kết nối, nếu quý vị được ủng hộ chúng tôi để làm tròn một cái ý chí của mình để làm phát triển cho đạo, để làm ích lợi cho mọi người, được có duyên lành trở về đây, thì anh em huynh đệ cũng hướng dẫn người ta niệm Phật, hướng dẫn cách tu tập. Đó thì nếu được vậy thì Đệ Dũng cũng đem công đức này xin hồi hướng cho các mạnh thường quân cũng như thế giới toàn nhân loại luôn luôn được bình an tốt đẹp trong cuộc sống, bệnh dịch mau tiêu, không còn trở lại với cõi đời này nữa, để ai cũng bình an, ai cũng lo làm cho có cuộc sống yên ổn, song song vào đó để lo tu hành đặng hưởng được cuộc đời sau này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mời Phật. Dạ thì kính thương bà cô chú anh chị các bạn, từ nãy giờ thì Huynh Dũng có chia sẻ cái lòng mong mỏi của mình để cắt một căn nhà mát để cho bà con đến để mà có chỗ để niệm Phật á. Vì mỗi cái cốc thì cũng có chỗ, nhưng mà mỗi cái cốc thì có một người hai người thôi, nó rất là hẹp, thì khó mong mà huynh đệ chỉ bà con mà lại hơi đông chút thì không có chỗ để ngồi niệm Phật á. Thì mong mỏi của Huynh Dũng thì cũng muốn cắt cái nhà mát này lên. Hôm trước thì xây cái bồn cũng bà con ủng hộ rủ rồi. Thì giờ cũng mong muốn cắt cái nhà mát để có chỗ mà bà con mình tới niệm Phật rồi công phu buổi chiều cho nó có được tròn vẹn khi mà bà con nào đến trên núi này để mà tu học á, đặng cho nó có nhiều công đức hơn. Thì mong bà con nào xem qua được cái clip này thì các nhà mạnh thường quân nào có tấm lòng hỗ trợ thì cứ liên hệ với con Như Cầm ha. Dạ thì con cũng xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho con bấy lâu nay, thì tới đây thì cũng mong quý vị ủng hộ tiếp. Dạ. Tại vì á, tại vì ở mình đúc cái bồn rồi. Dạ. Để cho có đồng đạo có nước xài, có huynh đệ ở đây có nước xài rồi. Dạ. Nhưng mà có cái bồn mình mà ở trên cái bồn đó nó trống lỏng. Dạ. Nó uổng quá. Dạ. Mà hiện nay thì chương trình niệm Phật mình là không có chỗ. Nếu người ở một chỗ thì có, nhưng mà một chỗ để tập trung á, để tính số lượng á thì không có. Mà ở trên cái bồn á, trên miệng bồn nó trống. Dạ. Nó uổng. Thấy vậy là mấy anh em với mấy cô nói thôi, không mấy mình nếu từ từ nếu có mạnh thường quân nào ủng hộ á, cái mình cắt cái nhà mát lên luôn ở trên cái miệng bồn đó để mình có chỗ niệm Phật, có chỗ hành đạo. Tập trung rồi mình trao đổi cùng nhau đạo lý để gây dựng một cái tinh thần tâm hồn tốt đẹp. Cho nên thấy vậy Dương Cầm cũng có ghé thăm viếng. Thôi sẵn nói Dương Cầm có duyên á thì để quay dùm một clip coi có các mạnh thường quân nào ủng hộ thì anh Dũng làm cho rồi. Cái đó cũng ý chí cái bổn nguyện của Đệ Dũng luôn. Xin chân thành đa tạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi thì Dương Cầm cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, thì mong được quý vị ủng hộ. Dạ thì đến đây hai huynh đệ cũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ha. Dạ mô Phật.